đầu tiên là mua máy bay, bài toán khó trong tình hình tài chính thiếu hụt. Thời chiến, ban đầu hãng chỉ có vài chiếc cánh quạt loại nhỏ như DC-3, Breezer, dần trang bị thêm các máy bay hành khách lớn hơn như DC-6, Caravelle, B-707, B-727. Thương vụ DC-6 bước ngoặt phát triển đội bay Air Việt Nam, AVN, bắt đầu từ năm 1954 khi phi trường Tân Sơn Nhất cùng toàn bộ hạ tầng hàng không miền Nam được Pháp chuyển giao dần cho chính phủ người Việt. Chương trình mua sắm máy bay được hãng thực hiện trải đều qua các năm. Ngày 23/6/1962, Chủ tịch Nguyễn Văn Khải gửi tờ trình lên Hội đồng Tối cao Tiền tệ và Tín dụng xin cấp ngoại tệ mua một chiếc DC-6B chở được 78 hành khách và hai chiếc xe Sner 310G chở 7 hành khách, đồng thời bán ra một chiếc DC-4. Lý do AVN đưa ra, đường bay Sài Gòn-Hồng Kông là trục chính mà doanh nghiệp và du khách ra vào Việt Nam phải luôn có mặt trên đường bay ấy, nếu không công ty ngoại quốc thao túng không phận của ta. Từ đầu năm 1961, tạm dùng chiếc Vis cao trong lúc xúc tiến mua chiếc phản lực. Nay nhận thấy tình trạng giao thời này còn kéo dài, cần thay chiếc Vis cao vì phi cơ này phải ghé trạm Đà Nẵng lấy xăng nên hành khách chuyến Sài Gòn Hồng Kông ngày càng thưa thớt. Trong lúc chờ đợi phi cơ phản lực, chúng tôi thấy việc thay thế phi cơ Vis cao bằng DC-6B là có lợi và đã mướn của hãng Northeastern Airlines NVKA-1. Phi cơ loại này từ 21/2/1962. Đường bay Sài Gòn Hồng Kông là trục chính mà doanh nghiệp và du khách ra vào Việt Nam phải luôn có mặt trên đường bay ấy, nếu không công ty ngoại quốc thao túng không phận của ta Air Việt Nam. Một máy bay cỡ nhỏ của Air Việt Nam cho thuê bao chuyến phi cơ DC-6B bền bỉ, có nhiều an ninh. Các công ty như Cathay Pacific Airways, Thai International Airlines đã nhờ nó mà làm nên, và nó còn có giá trị cao trong vùng Đông Nam Á và Viễn Đông. Hôm trước Japan Airlines mua của NVKA-3 chiếc DC-6B. Một thứ với chiếc DC-6B mà NVKA cho AVN muốn hiện tại. Mai sau, dầu sắm phi cơ phản lực, chiếc DC-6B này cũng tiếp tục hữu dụng ở các phi trường mà các phi cơ phản lực không đáp được. Xcơ trên Exuser theo tờ trình. Từ tháng 2 đến tháng 4, 1962, hãng thu được trung bình mỗi giờ bay DC-6B thuê là 36.740 đồng trong khi phí khai thác 34.300 đồng. Air France nhận hợp tác với AVN trong khai thác chiếc DC-6B này trên đường Hồng Kông-Sài Gòn. Dự trù mỗi chuyến bay có thể được chia 40 hành khách trong khi với 31 hành khách đã đủ vốn khai thác. Ông Khải cho biết hãng Noa định giá bán chiếc DC-6B là 450.000 USD theo khế ước cho thuê. Nếu AVN mua trong 6 tháng đầu sẽ được NVKA hoàn lại mỗi 3 tháng là 63.870 USD. Tính tới ngày 20/6/1962, nếu mua chiếc DC-6B này thì chỉ phải trả 365.000 USD, còn phụ tùng và bộ phận rời cần thiết trị giá 120.000 USD. Noa bằng lòng cho thuê nếu AVN cần. Theo đó, hãng bay miền Nam Việt Nam đề nghị chính phủ Sài Gòn cấp 365.000 USD để mua chiếc DC-6B của NVKA đang cho AVN mướn, và trong tương lai nếu cần, cấp thêm 120.000 USD để mua phụ tùng và bộ phận rời cần thiết. Máy bay Cessna cỡ nhỏ được ưa chuộng từ đầu năm 1962, đã khai thác 2 chiếc xe Cessna 185 loại 1 động cơ, chở 5 hành khách để bay thường xuyên từ Sài Gòn đi An Xuyên, Phong Dinh, Ba Xuyên, Phan Thiết, Khánh Hưng, Cần Thơ, Long Xuyên, Hà Tiên, Cà Mau. Loại máy bay nhỏ này có thể cho cơ quan thuê bao như các bộ của chính phủ, công ty đường Hiệp Hòa, công ty xi măng Hà Tiên, U Som Mỹ bay đi công tác. Năng suất khai thác máy bay đạt 70% và liên tục tăng lên. Tháng 1, 1962 bay 82 giờ, tháng 2 bay 171 giờ, tháng 3 bay 208 giờ, tháng 4 bay 154 giờ. Các đường bay kể trên đều thực hiện mỗi tuần 2 chuyến khứ hồi. Giá thuê bao tối thiểu là 2.500 đồng cho mỗi giờ bay. Lễ đón chiếc máy bay trực thăng đầu tiên Air Việt Nam mua cuối
thập niên 1950 về đến Tân Sơn Nhất Ảnh, bao giáp Viettel, hai chiếc xe Sner 185. Rất đắt khách, đánh giá ít nhất mỗi tháng cũng bay được 400-450 giờ. Loại máy bay nhỏ, nên cần thiết phải mua thêm hai chiếc nữa. Và theo ông Khải, loại máy bay xe Sner 310G được đề xuất chọn mua vì dùng được trên những đường băng ngắn, chỉ khoảng 550m, có thể bay từ Sài Gòn đến bất cứ nơi nào trong xứ ta. Đặc biệt, loại xe Sner 310G2 động cơ này bay đạt tốc độ 270 km/h, trong khi xe Sner 185 bay chỉ 170 km/h, DC3 là 240 km/h. Ngoài ra, lợi nhuận thu được từ Sner 310G trên chi phí khai thác cũng lợi hơn loại xe Sner 185. Giá cả hai chiếc xe Sner 310G khoảng 70.000 USD và có thể nhận nhanh máy bay sau 55 ngày kể từ khi đặt cọc mua. Tờ trình mua máy bay xe Sner 310G được Hội đồng Tối cao Tiền tệ và Tín dụng do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ chủ trì xét duyệt. Sau đó, nó tiếp tục được trình lên Tổng thống Ngô Đình Diệm và được chấp thuận. Ngoài việc mua chiếc DC-6B, còn tiếp tục mua thêm một chiếc DC-6 khác khi Air France thu hồi hai chiếc Viscount đang cho hãng thuê, đồng thời đổi lại một chiếc DC-6 khác theo nhu cầu từ phía Việt Nam. Thỏa thuận cụ thể là sau khi nhận lại hai chiếc Viscount, Air France sẽ mua một chiếc DC-6 từ Air Liban và bán chịu lại cho Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó thương vụ với Liban không thành, Air France chuyển hướng mua máy bay từ hãng Cờ Hoa Hồng Kông. Lý do Air France đồng ý những thỏa thuận có lợi cho vì họ vừa là đối tác liên doanh với hãng bay Việt Nam, vừa được độc lập kinh doanh các tuyến bay đắt khách ở Sài Gòn, xứ sở vốn từng chịu ảnh hưởng nặng từ Pháp, kinh doanh thuận lợi cùng tờ trình mua máy bay mới. Còn đính kèm tình hình kinh doanh của hãng, năm 1961, hãng thu được số ngoại tệ 3.054.367 USD, chi tổng cộng 1.447.967 USD, dư 1.606.400 USD. Năm 1960 thu 2.488.162 USD, chi 1.562.813 USD, dư 926.349 USD. Như vậy, tình hình kinh doanh của AVN tăng trưởng thuận lợi, đủ khả năng mua thêm máy bay nếu được phép của chính phủ. Nguồn: